chào mọi người, kính chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 1: Hất mặt lên trời. Sau khi tốt nghiệp, Tony có đi mần một thời gian ở công ty của Nhật Bản. Một hôm, công ty nó tái cơ cấu, các tập đoàn đa quốc gia lâu lâu nó restructure một cái, dẹp bỏ một vài vị trí, thế là nó đền cho mấy tháng lương rồi cho lên đường. Nhớ bữa làm cuối, cầm cục tiền lớn nên vui lắm, bèn đi mua cái tủ lạnh. Ước mơ của cả thời sinh viên là trong phòng ngủ có cái tủ lạnh để bỏ trái cây, bia bọt vào uống cho mát. Nhiêu tiền còn lại thì đi chơi từ Bắc chí Nam, Động Phong Nha, Hội An, Mỹ Sơn, Lăng Cô, gì cũng đi cho hết. Đúng một tháng sau thì sạch túi. Cái nằm suy nghĩ, giờ phải làm sao để kiếm tiền đây? Bèn nhớ đến nghề viết báo từ lúc còn là sinh viên. Ngày nào viết cũng cả 4-5 bài, đủ mọi đề tài, liên hệ các anh trong ban biên tập để gửi lại. Bài được đăng đều đặn nên tháng nào cũng được đôi 3 triệu. Nhưng sống chật vật quá, làm freelance như phiên dịch, dạy học, không có thu nhập ổn định. Gửi hồ sơ xin việc thì như rải truyền đơn, công ty nào thấy bảng điểm đẹp ngất ngây, bằng loại giỏi nên mời lên phỏng vấn ngay. Nhưng phỏng vấn xong thì đều từ chối, nói mày lanh quá, sợ làm không bền, hoặc là đẹp trai quá, đồng nghiệp sẽ ganh tị. Nên đẹp và giỏi lại là rào cản lớn để xin việc thành công. Thế là mất cả năm thất nghiệp. Bà già dưới quê gọi lên, nói con cứ lông bông hoài vậy, tìm việc làm đi con. Cái buồn dễ sợ, đâu bao giờ nghĩ mình như vậy mà thất nghiệp đâu. Xin miết mà không thành công nên đâm ra mất tự tin. Cái một bữa đi coi bói, chị xem bói tên Nguyệt ở Bùi Viện, nói số em nó vậy, em xin việc không được vì số em làm chủ. Mình về mở cờ trong bụng, nhưng cũng chẳng tin lời bói toán bao giờ. Rồi một lần đi Campuchia làm phiên dịch cho một công ty xây dựng, xây con đường nối thủ đô Phnom Penh đến cửa khẩu Poy Phet. Thấy lúa bên đó sao xấu quá, mới nhận ra là bên mình do dùng phân bón nên tốt tươi vậy. Bèn về nước mở hãng phân Phượng Tím. Ban đầu không có vốn thì chọn giải pháp làm trung gian, làm cò kiếm tiền, chứ biết thế nào. Mình có ai giúp đỡ về tinh thần hay tiền bạc gì đâu. Nói là quyết tâm làm. Ngày mở hãng, chạy qua mấy người bạn thân mượn tiền để mua sắm thiết bị ban đầu. Bạn bè ngày thường nghe Tony nói chuyện vui thì thích lắm, cười ha hả, nhưng đến lúc cần mượn tiền thì thôi, lý do đủ cả để từ chối. Nhiều bạn nói chơi thì chơi, đừng mượn tiền vì tôi đầu tư mua đất hết rồi. Một cô cũng giàu có lắm nhưng sợ mất, giả bộ nói chồng chị không đồng ý. Cuối cùng chỉ có cô Song Hòa cho mượn 3 triệu và cô Trang Sù kêu chạy qua cư xá Đô Thành lấy 2 triệu đi. Cầm 5 triệu trong tay, nhìn hai cô bạn học cũ mà muốn rớt nước mắt. Lúc khó khăn mới biết lòng người. Hồi xưa ông cậu Tony có nói, muốn đánh giá một con người dễ ẹt, đụng đến vấn đề tiền bạc thì bản chất thế nào cũng lòi ra thế ấy. Tony vẫn theo dõi hai cô bạn ấy, một cô bây giờ sang Myanmar làm trùm bên đó về truyền thông, cô còn lại mở hệ thống cửa hàng thời trang lừng lẫy. Đúng là người tốt thì bao giờ cũng được trời thương, người cho đi thì sẽ nhận lại được nhiều hơn gấp vạn lần. Cầm tiền trên tay, Tony chạy thẳng ra metro mua cái máy in fast copy scan 4 trong 1,
rồi đi tìm nguồn hàng. Tới công ty phân bón nào cũng tươi cười, anh của em, chị của em. Ai ai cũng say mê, nói Tony ơi em dễ thương quá à. Tony nói thấy tôi dễ thương thì cho trả thiếu đi. Họ đồng ý liền, nói em lấy hàng về bán đi, mấy tháng sau trả lại tiền cũng được, toàn là để giá vốn. Cái mình bắt đầu lên kế hoạch đi bán hàng. Khổ nỗi, khách toàn ở tỉnh hoặc ở xa, chứ nội thành ai mà xài phân bón với thuốc trừ sâu, mà tiền đâu đi xuống đó tiếp thị. Bèn chọn ngoại thành Sài Gòn và mấy tỉnh lân cận tiếp thị trước. Cứ ban ngày đi bán hàng, tối về làm giấy tờ hợp đồng đến khuya. Cứ sáng sáng, Tony uống một ly cà phê to khủng khiếp để tỉnh ngủ, rồi phóng chiếc quay alpha đỏ, treo lủng lẳng bịch mẫu và mấy tờ rơi, phóng xuống các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè hay Bình Dương, Đồng Nai để chào hàng. Thường thì hẹn mấy đại lý cùng một tuyến đường cho nó tiện. Trưa thì tạt vô ăn cơm ở quán lề đường. Những buổi trưa nắng nóng, bụi mịt mùng, Tony đen thui đen thích, dáng cao gầy, vẫn phóng xe vun vút. Lúc đó ước mơ có được chiếc xe bốn bánh, dù là xe tải cũng được. Cứ nhìn theo những chiếc xe hơi chạy qua mà thèm. Mà nhớ đến khi xưa mình là nhân viên tập đoàn thương mại hàng đầu của Nhật, một bước lên xe hơi taxi, đi đâu cũng sang trọng quý phái. Giờ như ông xe ôm, thỉnh thoảng cũng tủi thân. Nhưng thôi kệ, miễn có tiền là được. Mình lao động bằng sức lực và trí tuệ của mình mà, chứ có lấy của ai. Bất chấp cái nắng nhiệt đới chói chang như đổ lửa, bất chấp những buổi trưa 36-37 độ và bụi bay mịt mùng, gương mặt anh ấy vẫn cứ thanh tú và vẫn kiêu sa, hất mặt lên trời như cái thời sinh viên đi xe đạp. Hồi đó tụi cùng lớp nói sao mày ở tỉnh lên, nhà nghèo thấy mẹ, đen thui ốm nhách, xấu bà cố, xe đạp thì cái bàn đạp rớt mất, chỉ còn hai cái thanh sắt bóng sáng bóng lón nhọn hoắt. Mà cứ vừa đi vừa hất mặt lên trời. Tụi tao đi đờ rim hay 86 kim vàng giọt lệ mà còn chưa dám nữa là mày. Hẻm biết vì sao từ nhỏ xíu, Tony tự mình cho là tài giỏi hơn người nên tự tin hơi over một chút. Mỗi lần đi thi mà rớt hen là nói chắc ban giám khảo hẻm đủ trình độ. Hay thầy cô nào dạy gì mới cũng nghi ngờ, về phải lật sách coi lại. Giấy khen học sinh giỏi là vứt mất, vì mình là học sinh xuất sắc chứ đâu phải học sinh giỏi mà khen giỏi, nên tự gây áp lực nói sau này phải giàu, giỏi và đẹp mới hợp thức hóa được cái việc chảnh đấy. Nên sau này phải đi xe ô tô, vì ngồi trong xe có hất cái mặt lên trời không bị ăn nắng, da đen thui đen thích. Ở Việt Nam mà da trắng thì mới là sang trọng. Mặc dù là học giỏi, nếu chịu khó thi thố thì chắc cũng kiếm được học bổng tàn phần. Nhưng lúc đó nghĩ thôi ở nhà kiếm tiền, rồi vài năm sau đi du học cũng chẳng muộn. Mặc dù rất thèm, lớp của Tony đi du học hết mấy chục bạn, về kể nghe cuộc sống sinh viên xứ người mà thèm rõ rãi. Đêm đêm cứ nằm mơ, thấy mình đang nằm sổng xoài trên bãi cỏ, hay tung cái mũ cử nhân lên trời, ngước lên chụp hình, giống hình chụp trong mấy catalog quảng cáo. Nhưng sáng mới tỉnh dậy, vẫn cái máng lợn bên mình, lại uống ly cà phê to đùng và tất tả đi bán phân bán thuốc. Mùa nóng thì chạy xe ngày mấy chục cây rát bỏng cả da, cởi áo ra thì 1/2 cánh tay đen thui. Mùa mưa thì thôi, áo mưa áo gió lùng nhùng, nhưng phải chạy đua tốc độ cho nhanh vì một ngày phải đi tiếp thị mấy khách. Nên giờ ở Đông Nam Bộ, đường nào cũng rành, đường tắt thì giỏi hơn cả xe ôm. Có bữa mưa gió sấm sét đùng đùng, chạy từ khu công nghiệp Sóng Thần lên huyện Tân Uyên.
Đường đất đỏ lầy lội giữa rừng cao su, chỉ có mỗi một mình và mấy chiếc xe tải. Nước mưa như roi quất vào mặt, nhưng bản thân không sợ ma, không sợ cướp, chỉ sợ mưa gió như vậy sẽ ướt mấy bịch phân mẫu, khách coi thấy chê hẻm mua. Một ngày ngồi xe máy cả mấy tiếng, về đến nhà tay cầm chén cơm mà cứ rưng rưng theo chu kỳ hút nén nổ xả của động cơ xe máy. Ăn cơm khô không nổi nên phải nấu canh, cứ bỏ cơm vô canh mà hấp, cho cơm nó trôi vô miệng chứ sợ không có sức khỏe làm việc. Được cái là đi tiếp thị khi mưa gió tầm tã vậy, ghé đại lý ai cũng động lòng. Nói ở lại chị nấu cháo gà cho ăn, ở lại uống với anh chén rượu. Cái mình cảm ơn vì phải về sớm, tối còn phải về nhà làm hợp đồng xuất hóa đơn, coi tiền bạc thu chi thế nào, vì chỉ có một mình làm. Cả mấy tháng sau mới tuyển được mấy đứa sinh viên làm thêm vô phụ. Cuối tuần, tụi bạn làm văn phòng nước ngoài ở quận 1 rủ đi bar hay đi nhậu, ngồi chung một đám, thế nào mình cũng nổi bật vì nét già nua, đen đúa và hốc hác. Duy chỉ có nụ cười vẫn vui vẻ và vẫn chỉ huy mọi trò tiếu táo trong lúc ăn nhậu cho đời nó hưng phấn. Rồi làm việc kinh quá, ngủ chỉ có 3-4 tiếng một ngày, nên 6 tháng tích lũy được một ít tiền thì lúc đó cũng bắt đầu đổ bệnh. Tự nhiên mấy bữa đó tóc rụng quá trời, rồi lăn đùng ra hết biết gì. Hai đứa nhỏ làm part time, bữa đó hẻm biết sao có mặt, mới khiêng ra taxi chở lên bệnh viện Hoàng Mỹ ở Trần Quốc Thảo cấp cứu. Má và mấy chị ngoài quê bay vô ngồi khóc quá trời. Vô bệnh viện đo hồng huyết cầu, huyết áp gì đó chỉ còn 1/2, phải nằm truyền serum, truyền đạm. Mất hết 2 tuần nằm ở đó mới được về nhà. Tiền tích lũy 6 tháng sạch trơn. Một số đại lý thấy mình vắng mặt, cái dở trò quỵt nợ. Số tiền kiếm được chả còn bao nhiêu. Rồi xui xẻo ập đến, khách từ chối không mua hàng, dù đã ký, một đống hàng tồn kho. Xui thì thôi, nó đến chồn dập, lúc này mới hiểu câu họa vô đơn chí. Đến cái máy tính cũng hỏng, mọi thứ đều trở về con số zero. Chiều mưa ngồi quán cà phê bờ kè nhìn xuống sông Thị Nghè, nhìn chiếc quay alpha màu đỏ dựng trước mặt, nhìn cái mũ bảo hiểm và mấy bịch phân mẫu treo lủng lẳng trên xe, nhìn cái áo mưa phủ trên đầu xe đã rách vì gió quật vào, thấy chán chường gì đâu. Dù tự tin và lạc quan đến mấy, khi khởi nghiệp không thành công, tâm lý tự nhiên sẽ bất an dễ sợ. Hay là mình kém tài kém đức, hay may mắn không mỉm cười với mình, hay là mình đã chọn sai con đường. Ước mơ hất mặt lên trời không thành, thôi đóng cửa công ty, đi xin việc đi làm lại vậy. Nhưng đêm đó, Tony nằm mơ. Trong mơ, Tony thấy mình đang đi lạc vào một khu rừng. Qua một cánh rừng tùm và nhiều dây leo, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một hồ nước trong veo. Trên hồ nước có một chiếc thuyền câu nho nhỏ, một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi câu cá. Tony mới tiến lại và lội nước ra thuyền. Tự nhiên mình thấy chiếc thuyền xa dần, xa dần. Tony lội một lúc thì nước ngập đầu nên cố bơi. Nhớ là bơi nhiều lắm, hồ nước rộng mênh mông và bắt đầu có sóng. Tony uống mấy hơi và mặn mặn, mới hay mình đã bơi ra biển rồi. Bơi miết, gần kiệt sức thì cũng bám được vào mạn thuyền và leo lên. Ông già bèn cất tiếng hỏi, "How are you, Tony?" Trời, ông già nói cũng nói tiếng Anh nữa. Cái Tony hoảng hồn trả lời liền, "Oh, you know my name?" Rồi nói qua nói lại trong một cái conversation giống như hội thoại cuốn Streamlines một ấy. Chỉ nhớ là Tony nhìn vào giỏ cá của ông thì thấy toàn đô la Mỹ trong đó, chẳng thấy cá đâu. Rồi giật mình thức dậy lại ngủ không được. Hình ảnh mình cố bơi theo con thuyền đánh giá và ra đến biển lớn, thấy giỏ tiền đô la, trong đầu Tony bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ, điềm báo, phải, mình phải xuất khẩu mới được, mắc mớ chi ngụp lặn trong nước cho mệt.
Thế giới bên ngoài có đến 6-7 tỷ người và hơn 200 quốc gia tha hồ mà kiếm tiền về. Bao nhiêu người dân Việt vất vả suốt ngày cặm cụi may vá, bao nhiêu bà con cô bác suốt ngày cặm cụi phơi nắng phơi sương trên đồng để tạo ra bao nhiêu sản phẩm mà thế giới đang cần. Nhưng họ có điều kiện bán ra ngoài đâu, mình có ngoại ngữ, có tuổi trẻ, tại sao không thử? Mình sẽ phải đi buôn quốc tế. Các bạn trẻ biết ngoại ngữ nhớ nhé, mình phải xuất khẩu để đem ngoại tệ về giúp cá nhân, gia đình và dân tộc mình giàu có hơn. Học ngoại ngữ bao nhiêu năm làm gì mà không nói được để lấy tiền của tụi Tây, tụi Tàu, không rao bán bao nhiêu sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Nói đoạn, ngồi dậy, lúc đó đã 3-4 giờ sáng, nhưng trời vẫn còn tối lắm. Tony xuống nhà bếp, định pha ly cà phê uống, suy nghĩ tiếp, thì bỗng dưng, nhìn qua lớp kính trên cửa sổ, thấy một con rắn bò qua và rơi về phía trước sân. Con Ki, con chó của Tony nuôi, nó sủa loạn xị. Tony mới mở ra cửa trước nhìn, thì không còn thấy gì cả. Chỉ có con Ki vẫy đuôi và vui vẻ với Tony như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gặp rắn thì đi, gặp quy thì về. Những người đi rừng hay nói câu đó như Doanh Chính Tần Thủy Hoàng với câu chuyện gặp rắn ở lễ tế sông mà làm nên nghiệp đế. Khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu trên đường công danh, gặp rắn là điều may mắn lắm. Tony biết vậy nên vội mừng. Mới lên Internet, search những chữ như Fly Buyer of in Bangladesh, chẳng hạn hòng tìm ra các người mua hàng nông sản hay sản vật của Việt Nam rồi gửi mail đi giới thiệu. Một ngày Tony viết và gửi mấy trăm cái mail, thức từ sáng đến đêm để search và gửi. Nhưng cả 2-3 tuần trôi qua, hộp thư inbox chỉ trống rỗng, hay toàn là các mail bị trả về, địa chỉ mail bị sai, hay cũ quá họ không dùng nữa. Đang chán nản thì một hôm nhận được email của Mr. Johnson bên Mỹ. Ông nói tao thì về hưu rồi, không còn làm ngành xuất nhập khẩu nữa, nhưng nhận cái email của mày, tao định xóa đi, nhưng thôi cũng đọc thử. Dù sao Việt Nam cũng là nơi tao từng trải qua một thời gian trong cuộc chiến, tao đọc và thấy trong đó là cả một sự tâm huyết và sự chân thành, nên tao sẽ giúp mày. Tuần sau tao có dịp sang Việt Nam, tao sẽ ghé thăm công ty mày. Ngồi đọc email của ông Johnson mà tay chân bủn rủn cả, một cảm giác thành tựu lâng lâng trong người, dù xung quanh vẫn chỉ là cái máng lợn và số tiền mượn mọi người để tiêu xài và đầu tư cho công việc đã lên tới cả chục triệu. Bỗng dưng, những giọt nước mắt nóng hổi từ hai hốc mắt sâu hoắm vì thức đêm trào ra lăn dài trên gương mặt. Chương 2. Tony đã sống chứng khoán, chết vùi chứng khoán như thế nào? Thế rồi Tony cũng tham gia thị trường chứng khoán, dắt theo là một lực lượng fan hâm mộ đông đảo, fan cầm nào ảnh, nào hoa, nào gấu bông và la hét ỏm tỏi, chủ yếu để quay phim chụp hình và nói cười cho có khí thế. Sàn EPS tháng 1 năm 2028, đi sàn này vì có bạn làm ở đó. Nhà đầu tư Tony hùng hổ tiến vào sàn, hai tay gạt hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác. Giang hết ra, hãy để tôi giao dịch. Vừa nói, tay anh ấy thoăn thoắt viết lệnh mua và bán, cả sàn hồi hộp theo dõi từng động thái của nhà đầu tư Tony. Tháng 1 năm 2028, nhà đầu tư Tony đã tung 10 triệu đồng vào thị trường. Lập tức, chỉ số Việt Nam Index tăng 2 điểm. Sàn EPS tháng 2 năm 2028, nhà đầu tư Tony lại đến sàn, áo đuôi tôm sang trọng, có mấy fan chạy theo nâng vạt áo, nhưng bảng điện tử đỏ rực,
Cả sàn hốt hoảng, một nhà đầu tư tháo chạy, nhà đầu tư Tony gục ngã trên sàn. Sàn EPS tháng 3 năm 2008, nhà đầu tư Tony lại tiếp tục bơm cho thị trường chứng khoán thêm 5 triệu đồng nữa. Thị trường lập tức lại khởi sắc, nhưng không lâu sau đó Tony bị bệnh cảm cúm nên thị trường đóng băng trở lại. Sau khi có khái niệm đáy, bây giờ có khái niệm thủng đáy. Nhật báo lá cải, cải bẹ xanh chứ hẻm phải cải ngọt, ở Sài Gòn suốt ngày đăng các tiết bài rất câu khách, đại loại như có hay không mối quan hệ giữa nhà đầu tư Tony và các chỉ số index. Các paparazzi chạy theo Tony suốt ngày, săn tin và giật tít. Không quan tâm lạm phát, anh ấy lại đến sàn. Bạn sàn của Tony là ai? Hay phỏng vấn Tony chơi chứng khoán thành công, cần ăn gì vào buổi sáng, rất hút độc giả mới lớn. Ngày 5 tháng 2 năm 2013, kiệt sức ở khách sạn 5 sao. Nó được đối tác mời sang nước ngoài vì nó phụ trách mua hàng cho một công ty lớn. Ra khỏi sân bay, nó mắt nó choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và vĩ đại của sân bay nước ngoài. Đang láo lơ nhìn cho đã mắt thì đối tác đã bắt nó lên xe đưa về khách sạn 5 sao. Mèn đét ơi, sao cái phòng deluxe của khách sạn 5 sao nó đẹp đến thế? Cả đêm nó không ngủ được, vì ngủ thì tiếc không thưởng thức được không gian 5 sao. Thế là nó quyết định thức trắng, vô toilet bật nước nóng đầy bồn rồi tắm. Tắm đi rồi tắm lại, rồi ngâm chân, rồi thỏa thuê sức dầu tắm, xà bông loại thượng hạng trên người. Nó nhìn vô gương, cười cười, nó thấy nó đẹp trai quá xá trời. Nó lấy bộ áo khoác bằng chất liệu giống khăn tắm, quấn quanh người, thắt cái dây nịt vào và đi qua đi lại, lại vào toilet soi gương. Nó thấy mình là một ông hoàng Ả Rập. Nó nằm lên giường, chao ôi sao nhiều gối đến thế. Nó trườn qua lăn lại, cười hí hí một mình. Nó quyết định mở cửa đi ra ngoài để thiên hạ thấy sự sang trọng của nó. Nó đi lang thang ra hồ bơi, xuống dưới sảnh lớn và định bụng đi ra ngoài đường phố. Ai cũng nhìn nó ngỡ ngàng, nó cảm thấy hết sức tự tin. Sáng sớm nào cũng vậy, bồi bàn mang tặng nó dĩa trái cây và một giỏ hoa với lời chúc một ngày tốt đẹp. Nó chỉ dùng hai ngón tay nhón lấy miếng dưa hấu trước mặt thằng bồi phòng đứng theo kiểu quý tộc Pháp. Nó thấy một lần trên HBO đưa lên chính xác ngay bên trái miệng, khoan thai cắn nhẹ nhàng. Nó thấy quý tộc quá sức tưởng tượng. Một tuần sau nó về nước, mắt nó sâu hoắm và hốc hác. Cả cơ quan ai cũng lo lắng vì thấy nó làm việc quá sức trong chuyến công cán này. Đối tác càng lo hơn nữa, vì lúc check out cho nó, đối tác nghe tụi khách sạn bảo là khách của ông hình như bị tâm thần hay mộng du gì đó, mặc đồ ngủ đi lang thang suốt đêm thôi. Riêng nó thì khoái lắm, sau chuyến công du ấy, gặp bất cứ ai, nó cũng kể, sau 3 ngày 3 đêm, câu chuyện khách sạn 5 sao ấy vẫn chưa hết. Ngày 24 tháng 4 năm 2013, trăng. Trăng nguyên tiêu đêm nay đẹp một cách bất ngờ, tròn vành vạch, trăng trong sáng, thánh thiện, bầu trời đêm nay cũng không một gợn mây. Ngồi ở balcony ngắm trăng, tức cảnh sinh tình, bèn lấy một ly rượu hạnh hoa ra uống. Rượu, người Nhật gọi là su, người Hàn gọi là du, người Hoa gọi là tửu. Có lẽ cùng một nguồn gốc tiếng Hán, người sành rượu thật sự ở Trung Quốc cho rằng rượu ngũ lương dịch đắt tiền, cả ngàn đô la, một chai hay quốc túy Mao Đài mà Chu Ân Lai chiêu đãi Tổng thống Nixon khi xưa, không có cửa so sánh với rượu hạnh hoa, vốn là một làng nho thuộc huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây xa xôi, nên nó có tên gọi là Phần Tửu. Năm ngoái Tony có đến viếng thăm Sơn Tây, đàm phán kinh doanh trong tửu quán. Lúc say lúc tỉnh, say thì nói tiếng Việt, tỉnh thì nói tiếng Hoa. Đối tác hai bên ai cũng say mềm. Nói về rượu,
Tony nhờ ngày xưa ghiền Kim Dung nên đối tác nói rượu nào Tony cũng biết. Từ các loại hoàng tửu đến bạch tửu, nhi nữ nhi hồng, nhị oa đầu, dì cũng biết tuốt luốt nên khách say mê lắm, lưu luyến chia tay, bằng hữu có tặng một chai rượu hạnh hoa mang về, liền đọc tặng ngay cho bạn hai câu thơ nổi tiếng của Đỗ Mục, còn gọi là tiểu Đỗ để phân biệt với Đỗ Phủ. Tá vấn tửu gia hà xứ hữu, mục đồng giao chỉ hạnh hoa thôn. Nghĩa là trăm năm quán rượu ngon ở xứ này có chăng, mục đồng chỉ đến hạnh hoa thôn. Đối tác sướng quá ngất luôn. Ngày 9 tháng 3 năm 2013, chuyện ở đế quốc Mỹ. Mỹ y ngắn hay hơn y dài. Mọi người ép dữ quá, bắt kể chuyện ở Mỹ, hẻm muốn nghe chuyện Việt Nam nữa. Thật ra do tiếng Việt kém đi thấy rõ nên nói không được nhiều. Năm ngoái vừa phỏng vấn visa Mỹ xong, bước ra khỏi lãnh sự quán ở đường Lê Duẩn thì bắt đầu cứng lưỡi, chỉ có thể bập bẹ tiếng Việt. Ghé tiệm cà phê ở Cung Hô ra giấu mãi, con bé mới biết là đang cần một ly cà phê sữa đá. Vô phỏng vấn visa thì nói bảo vệ ơi, anh ơi mở cửa cho em. Bước ra, khi biết được cấp visa rồi, thì nói, please have opened the door for me. Làm anh bảo vệ sợ hãi, nói, yes sir. Từ đó đến giờ, mình chuyển qua nói và viết song ngữ, giống như trường tiểu học quốc tế. Hồi xưa vấp cục đá té, thì quay sang chửi, má. Còn bây giờ thì rú lên, oh my god, hay fast you. Sáo xô Mỹ. Tiếng Mỹ thì tiến bộ, nói một tràng dài nhưng không ai hiểu. Thỉnh thoảng nó hiểu được một câu thì nó nói mày, nói giống trong sách. Nên Tony có thủ sẵn một miếng giấy và một cây viết, không hiểu thì viết ra dí vào mặt bọn Mỹ cho nó đọc. Nước Mỹ nên coi lại nền giáo dục của mình và tăng cường học tiếng Anh cho công dân Mỹ. Hình chụp vẫn chưa xong nên vẫn chưa post lên được. Các nghiệp vụ về Photoshop cắt ghép hình vẫn chưa xong, để vài bữa về nước nổ là đã đi chỗ đó rồi, nhưng thật ra là chưa đi. Tính mình hay khoe nên chưa đi mà cũng nói đi rồi, cho mọi người thèm chơi. Nhưng lỡ đứa nào cắt cớ bắt trưng hình ra làm evidence thì cũng phải có chứ, không nó bảo điêu. Đang vất vả search trên Google image để lồng ghép. Ví dụ ghép đang ngồi vắt vẻo trên tượng đài nữ thần tự do hay đang bắt tay với ông Obama. Hạt chả được bao nhiêu, suốt ngày bận rộn với mấy cái này. Và mùa xuân ấm áp thì bãi cỏ xanh non nào cũng nằm xuống chụp hình tạo dáng. Bắt chước trong mấy cuốn catalog quảng cáo du học, thấy bãi cỏ là sỏng xoài nằm xuống chụp, trên tay cầm vài cuốn tập. Còn bây giờ thì đang tuyết trắng, nên phải dành thời gian để nô đùa với tuyết. Bà chủ nhà trọ nói sao sáng nào, tao mở cửa ra cũng thấy mày lăn lộn trên đống tuyết trước nhà vậy. Không lạnh à? Mình nói đó là môn thể dục buổi sáng của tao. Nói đoạn, mình lấy tuyết vo thành một cục. Bên nó gọi là snowball, ném vào cửa sổ nhà bên cạnh, cho nó vỡ tung tóe ra rồi cười sằn sặc. Ai ngờ cái cửa sổ đấy là phòng ngủ của ông hàng xóm, già lớn khó ngủ. Gần sáng mới chợp mắt được thì đã bị ném tuyết vào cửa sổ ầm ầm, nên ổng khó chịu, chống gậy qua phàn nàn. Bà chủ nhà mình mang kẹo dừa, mình cho bà này nhưng bà này răng giả không ăn được. Ai tới nhà cũng đem ra nói, this is the best coconut candy all over the world. Ra ổng ăn. An ủi nói, ông ơi, thôi kệ, thông cảm. He's a tropical student. Ngày 11 tháng 3 năm 2013. Chiều nay, hẻm muốn viết gì bị mắng dữ quá, nên đành mở ra viết vài dòng. Bảo kể chuyện gì cũng được. Bèn kể chuyện hồi năm 2003-04 gì đó. Hồi đó công ty mới mở, tuyển được hai đứa nhân viên, một đứa làm bán thời gian. Nó đòi 800 ngàn một tháng. Tony kỳ kèo mấy ngày nó mới chịu làm cho, với giá lương là 700 ngàn đồng một tháng. Một đứa còn lại là sinh viên thực tập, không nhận tiền, nhưng nó muốn đến lúc nào thì đến.
Vì công ty nhỏ nên mình làm sếp cũng chạy chiếc quay Alpha màu đỏ chói chang. Có lần đi nhậu về gần cầu Thị Nghè, té trầy xước hết. Đâu có tiền rào tấm ván ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau. Công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng hẻm dán bật, nóng thấy bà. Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo một cái hợp đồng. Nó nói, dạ chị ơi, chúc chị gọi lại chứ anh Tony đang ngủ nướng, giờ chưa dậy. Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra giọng cho nó một cái quá vì đang mặc quần đùi và chưa quánh răng rửa mặt, chứ không thì toi mày rồi nha con. Sau đó thì mình dặn là bữa sau ai gọi thì phải Good morning, may I help you? Trước, sau đó mới nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng để lại tin nhắn. Bữa sau, ông già dưới quê lên thăm, ở bến xe miền Đông, gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ, nó nghe điện thoại, nó cũng nói là Good morning, what can I do for you, sir? Mr. Tony hả? Yes, yes, no, no. Nói xong, ông già ú ớ sợ hãi cúp máy liền vì nghĩ gọi nhầm vào đại sứ quán Mỹ. Ông già trước 75 có học tiếng Anh lõm bõm. Ông lấy giấy ra, cẩn thận bấm số gọi lại, nói, bác muốn gặp thằng Tèo, nó lên Sài Gòn thành Tony đó. Bác muốn gặp nó nói chuyện chút, nó đang ở đâu, bác là... Chưa kịp nói gì thì bị nó mắng xa xả. Yêu cầu anh tôn trọng nội quy của công ty chúng tôi, anh hãy để lại tin nhắn, chứ đừng nên hỏi nhiều việc về Tony đang làm gì nhé. Tony không cho anh hỏi đâu, anh thông cảm. Nói rồi nó cúp máy và ghi vào sổ note, sáng, ngày tháng, có một khách hàng nam gọi yêu cầu gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thằng tèo nữa, mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng. Cuối tuần, đọc cái weekly report của nó mà muốn quánh cho nó chết tươi. Ngày 16 tháng 3 năm 2013, những ngày xưa thân ái. Mấy bữa rày lo hạt hành, thi cử mệt mỏi quá nên không kể chuyện, giờ rảnh kể tiếp nha. Chuyện gì ta? Già cả nên nhớ quá khứ hơi nhiều. Hôm bữa đi ăn bún bò, gặp con bạn học cùng lớp 3 ngồi bán. Nó nhận ra Tony nên gắp thêm mấy miếng gân bò đang hầm, làm Tony triệu trạo nhai cả buổi không ra khỏi quán nó được. Nhìn đôi tay thoăn thoắt xắt thịt bò của nó thật là cảm động. Kỷ niệm ùa về với những buổi tan trường tinh khôi trong tà áo trắng, những cuốn lưu bút truyền tay, những cánh phượng hồng ép vào trang vở. Tony nói vậy làm nó ngơ ngơ ngác ngác vì nó nghĩ hạt hồi lớp 5. Khổ, kỷ niệm hạt sinh của Tony chỉ có vậy nên ai hỏi đến thì tuôn ra vun vút. Kể chuyện đi xin việc làm đi, dạo này quá khứ hiện về lộn xộn nên nhập đề và thân bài hẻm dính dáng gì với nhau, mong cô thông cảm. Hồi đó tốt nghiệp đại học xong, nghĩ mình ghê gớm lắm, đứa nào mới rời đích khỏi ghế nhà trường không nghĩ vậy. Nghĩ mình giỏi, mình học hành thế này thế kia, phải bước vào những tập đoàn lớn như Boeing Airbus, nên vào làm công ty nào cũng thấy không hài lòng. Ba bữa là nghỉ, lương thấp nghỉ, môi trường không có tiếng Anh cũng nghỉ, thậm chí sếp xấu quá, nhìn nhức đầu nên nghỉ, đồng nghiệp hôi nách cũng nghỉ. Một trong những lý do thường trực mà bọn mình lúc đó hay cà phê để tám là nói xấu sếp, thậm chí chê sếp ngu, tức thiểu năng trí tuệ theo ngôn ngữ bây giờ. Mấy nhóc chỉ hơn 20 tuổi nhưng nghĩ mình khôn, còn mấy ông sếp bà sếp thì lúc nào cũng ngu. Ngu mà họ làm sếp, chỉ đạo mình. Thường mà những ai nói người khác ngu thì chính bản thân họ chưa trưởng thành, dù tuổi lớn thế nào. Ngoài chợ, bà bán cá chê ông bán rau ngu. Ông bán rau cũng không vừa, quay qua chửi bà bán mắm là thiểu năng trí tuệ, không phân biệt được mắm thật và mắm dỏm. Bà bán mắm tức mình, ném mắm vào mặt ông bán rau. Ông bán rau sẵn tiện vắt chanh ớt lên mặt luôn, rồi tiện tay gọt trái dưa leo và cà pháo đang bày trước mặt, đưa lên chấm mắm. Ý lộn,
đắp mặt một hồi thì đưa hết vào mồm, vừa đẹp da vừa ngon miệng. Nên bây giờ thấy ai chê người khác ngu hay thiểu năng gì đó là mình thông cảm lắm, ai cũng cần có một thời bé dại để lớn lên. Trong khi chờ đợi những tập đoàn lớn đăng báo tuyển dụng để nói dối rồi trốn đi phỏng vấn, việc kiếm một công ty tư nhân vào làm đỡ cũng là một giải pháp khôn. Lúc đó cả bọn ngồi nghĩ như vậy, ôi đất nước tôi với một thế hệ trí thức khôn hết biết, nên phỏng vấn công ty tư nhân nào cũng giả bộ hứa hẹn, kiểu em sẽ gắn bó công ty mình đến suốt đời, hay em sẵn sàng bảo vệ công ty mình bằng máu của em. Giống ông nào ở Cuba hồi xưa tuyên bố, vì Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dâng kể cả máu, nhưng máu đâu không thấy, chỉ thấy gửi qua mấy tấn đường, uống xong sợ diabetes muốn chết. Xong cái Tony đi làm. Nào công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hôn, công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Chiều tím biết gì đó, nhiều đến nỗi chả nhớ gì hết. Công ty khá được một tháng, còn thông thường là một tuần. Chỉ có hai công ty để lại ấn tượng nhất. Công ty đầu có sếp nữ, cả đám nhân viên mới vô suốt ngày nói bà ngu, cái gì cũng nói ngu cho được. Bà ấy thì đâu có thừa nhận, ngày nào cũng xoen xoét cãi lại. Mấy em tưởng chị ngu à, chị ứ chịu đâu, chị khôn lắm nha. Thế là sinh nhật của bà ấy, tụi mình tặng cho một ký muối iốt. Ban đầu bà ấy vui lắm, vì nói ai tặng chị gạo vào muối, tức ý muốn chị sung túc đó. Chị ấy thích lắm, ăn lấy ăn để. Nhưng đâu được hai tuần thì bà kêu cả bọn vào phòng, đóng cửa cái rầm bảo: hôm qua chị xem tivi, có câu khẩu hiệu là hãy dùng muối có chứa iốt để phòng bệnh đần độn. Chị hiểu ra rồi nhé. Mấy người nói chị vậy sao? Chị hận mấy người, chị hận, mấy người hãy đi đi. Chị này xuất thân là diễn viên đoàn cải lương Hương Mùa Thu dưới Cà Mau, chuyên đóng vai Đào Mùi. Thật ra muối thấm vào người chị 2 tuần nên chị đã thông minh lên rất nhiều. Thế là Tony và đồng bọn bị đuổi việc. Qua công ty thứ hai thì đâu được 2 ngày thì đồng bọn phát hiện ông sếp cũng ngu nốt, vì ông không biết dùng máy scan và phát âm tiếng Anh buồn cười vãi. Fast mà cứ đọc là fuck, suốt ngày nhắc nhở: Lan ơi, em fuck cho anh chưa? Em bận quá thì nói cái tuyết nó phát giùm. Rồi sao sáng giờ chưa phát Hồng Kông, phát Pháp, phát Mỹ? Làm người ngoài nghe cứ tưởng cái Lan là đứa lăng loàn xuyên quốc gia. Thế cũng là sinh nhật của ông ấy, anh em trong phòng bèn cùng nhau mua tặng ông ấy một hộp sữa có chứa DHA. Ông ấy vui mừng khôn xiết, đem về nhà sáng chiều đều lôi ra uống. Uống mãi đến 1 tháng sau, lòi ra miếng giấy bên dưới đáy lon ghi rõ: sữa bổ sung DHA giúp trẻ thông minh. Ông ấy hiểu ra là bị chơi xỏ nên kêu cả phòng lên: các em phải rời công ty trong vòng 7 phút. He said: em có thể rời công ty trong vòng 6 phút. Tony said. Nói qua nói lại một hồi kiểu game show gì đó thì Tony nói: em có thể rời trong vòng 1 phút. Ông ta giận dữ: mời em rời. Thế là lại bị đuổi việc. Gọi ý ới đồng bọn: tao bị đuổi rồi nè, đi cà phê đi. Và đồng bọn nói: chờ tao chút, để kiếm gì vô chọc xếp cái đã. Đâu 1 tiếng sau thì cả bọn bị đuổi việc sạch trơn, ra hồ con rùa uống cà phê rồi đi hát karaoke in nổi. Ngày 20 tháng 3 năm 2013, ở quê Kỳ, ngày tháng 5. 2. Near and far readers, tức độc giả gần xa. Nói chung là công việc hồi hạt hành cũng keng thẻn, nên Tony có giải trí bằng cách viết những dòng nho nhỏ xinh xinh trên mạng. Đầu tiên là Yahoo Blog, sau đó thèn cu em ép dùng Facebook, ép mãi mới qua. Qua đâu được 1 năm thì viết luôn bên này vì bên Yahoo đóng cửa. Sau đó thì cũng thèn này, nói thôi em lập page cho anh vì quan niệm lạc quan tích cực của anh sẽ truyền cảm hứng sống cho mọi người. Nhiều đứa định tự tử vì tình hay vì tiền, nhờ đọc bài của anh mà vươn thành tổng giám mục.
Ý lộn, tổng giám đốc hay sang Mỹ làm tiến sĩ, đại học La Salle, ra văn miếu làm giáo sư cả. Xã hội thật tốt đẹp biết bao, dân trí nước ta được nâng cao biết bao, chẳng mấy chốc mà có đường xét cưu tóc, đường sắt cao tốc. Nên mình nghĩ nếu thật sự như nó nói thì cũng gán mà viết hen. Nó thành lập luôn pay cho mình chứ mình có biết chi mô mà vô internet. Lập luôn hai bay mới ghê, nó nói anh Tony chơi sĩ luôn, anh đừng chơi lẻ. Xong cái nó bắt mình ép like cái trang vừa lập ra, tức trang Tony buổi sáng, còn trang kia thôi dẹp, mệt quá. Tiêu chí ban đầu là cạnh tranh với các tờ báo có dòng chữ morning trên thế giới, nó kêu anh ép mọi người like đi anh. Mình ra tay liền, đệ tử học trò, đứa nào không like, mình quánh đập không thương tiếc. Bứt tóc móc mắt, chặn đường lột áo, lên gối giựt cùi chỏ, quánh ôi thôi lên bờ xuống ruộng. Mình vốn đào tạo chuyên ngành bạo lực hạt đường, tụi nó sợ quá lai hết trơn. Còn mấy người lớn tuổi hơn thì năn nỉ, khóc quá trời nói chú ơi, cô ơi, lai giùm con lạy cô lạy chú. Một số đối tượng hẻm biết Facebook mình cũng lẹp ra rồi bắt like, như anh Tư xe ôm, chị Bảy vịt lộn, cô Năm hủ tiếu, cô Ba nước mía, chòm xóm với nhau mà. Mình mở cái gì ra là họ ủng hộ liền. Một số đối tượng khác thì ép dọa nghỉ chơi, sáng unfriend để dọa, thấy nó ignore thì chiều unfriend lại năn nỉ. Mình trở thành hoàng tử like, nói chung đủ các chiêu trò thì cũng chỉ được 50 cái like. Sau đó tiếng lành đồn xa, thấy viết dễ thương quá nên like quá trời. Mình thôi hổng ép like nữa. Like tiếng Anh là thích, tự nhiên ép mày hãy thích tao đi. Ai thích thì vào bấm like base, thế nó tự động nhảy lên wall của mình khi có bài mới, vậy đi. Nhưng giờ nghĩ lại, bắt mọi người like quá trời làm chi ta? Mình đâu có nhu cầu quảng cáo hay bán trang này cho ai đâu, vì mình giàu quá rồi. Mình cũng đâu có nhu cầu nổi tiếng, vì fan hâm mộ riêng về nhoan xét và trí tệ của mình đã gạt không hết xuống giường rồi. Vậy ép like để làm gì? Thôi thì một ngày đẹp trời, mình sẽ đùng đùng đóng cửa trang Tony buổi sáng trong sự hụt hẫng ghê gớm của độc giả. Rồi mình sẽ là thành lập trang Tony buổi trưa, lại bắt ép like, và cứ thế cho đến Tony buổi xế, Tony ban chiều. Nhưng đâu tới Tony giữa khuya thì Facebook đóng cửa giống như Yahoo Blog vậy. Thôi thì đọc vui được lúc nào hay lúc đó, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, em nói vậy đúng hôn chị Bảy. Kính thư, em Tèo. Chương 1 và chương 2, Cà phê cùng Tony xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!